Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với đề số 2, ôn thi học kỳ 1 toán 8. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần trắc nghiệm. Ở câu 1, khai triển hằng đẳng thức. Rồi câu này quá đơn giản là x mũ 3 cộng cho 3 nhân cho x bình và nhân cho 3 cộng cho 3 nhân cho x và nhân cho 3 bình phương cộng cho 3 bình 3 mũ 3. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là câu B, đúng chưa nào? Rồi, ta chuyển qua bài số 2. Điền đơn thức phù hợp vào chỗ trống. Thì cái này các bạn thấy là cái hằng đẳng thức, đúng không? Hằng đẳng thức thì ta phân tích ra. Đó, thì cái đáp án đúng của chúng ta là câu D. Đó, hằng thức. Thì các bạn phải nhớ nhé, nhớ hằng thức để có thể phân tích được nhé. Tiếp theo, chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống. Thì đây là x mũ 3 cộng cho 5 mũ 3, đúng không? Là x cộng 5 cộng cho x bình. Đấy. À, nhân cho bình phương thiếu của một hiệu, đúng chưa nào? Vậy là x bình trừ đi gì? Trừ đi ở đây là trừ đi 5x cộng cho 5 bình. Và đây ta phải cộng cho trừ 5. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở câu 3, đúng chưa? Là câu nào? Là câu A, đúng chưa nào? Đấy, các bạn phải cẩn thận, không là sẽ bị lừa đấy nhé. Rồi, tiếp theo tôi chuyển qua bài 4. Khai triển của cái biểu thức này là x trừ 3, đúng không? Đây là x mũ 3 trừ cho 3 mũ 3 này. Là bằng x trừ 3 nhân cho x bình trừ cho cái gì các em, cộng cho bình phương thiếu của một tổng, đúng không? Là x nhân 3 cộng cho 9, đúng không? Là 3 bình phương á. Vậy ta thấy đáp án nào đúng? Đáp án B, đúng đúng chưa? Rồi. Tiếp theo ta chuyển qua câu 5. Với x bằng trừ 20 thì cái giá trị biểu thức này là bao nhiêu? Thì đầu tiên ta đi rút gọn trước. Ở đây ta thấy là bình phương lập phương của một hiệu này, đúng không? Rồi, vậy là lập phương của một tổng nhé. Anh xin lỗi, là x mũ 3 cộng cho gì? 4 mũ 3. Được chưa? Trừ cho 64 ấy. 64 là 4 mũ 3 luôn này. Được chưa? Cộng cho gì? X mũ 3. Đấy, vậy hai cái này rút gọn, vậy là bằng 2 lần x mũ 3. Vậy giờ ta thay âm 20 vào. Vậy suy ra B lúc này sẽ bằng bao nhiêu? 2 nhân cho âm 20 tất cả mũ 3. Đúng chưa? Âm 20 tất cả mũ 3. Thì đáp án đúng của chúng ta là câu C. Tiếp theo, bài 6, phân tích cái đa thức này thành nhân tử và ta được vậy 1 phần 4, đúng không? Đó, 1 phần 4 x bình, đúng chưa? Tất cả mũ 3. Đó, anh biến đổi như vậy ha. Thì là bằng cộng cho 5 nhân y tất cả mũ 3. 5 mũ 3 là bằng 125 y mũ 3. Thì đó, nó quay về cái ban đầu. Vậy ta thấy đây là cái hằng đẳng thức, được chưa? X bình phần 4 cộng cho gì? 5y tất cả mũ 3, được chưa? Rồi. Vậy thì đây là cái hằng đẳng thức. Đó. Số 6. Vậy các bạn thấy này. Đáp án này ta loại này. Rồi. Ở đây thì đáp án đúng của chúng ta là câu nào? Đáp án đúng của chúng ta là câu D, được chưa? Ở đây ta thấy câu A ta loại được ngay này. Còn câu D, các bạn xem lại câu D nhé. Tại vì đây là bình phương thiếu của một hiệu là 5y, đúng không? Nhân cho x bình phần 4. Mà cái này là phần 2 là sai rồi. Rồi xin lỗi các bạn nhé. Đáp án đúng của chúng ta là câu C mới đúng. Rồi, anh hơi nhìn nhầm một chút đấy. Tiếp theo, ta chuyển qua câu 7 ha. Phân tích đa thức
thành nhân tử thì ta đặt 2 ra ngoài là còn x trừ 2 này, đúng không? Ta đặt 5x ra ngoài là còn x trừ 2 này. Vậy ta đặt x trừ 2 đó, nhân cho 2 cộng 5x thì đáp án nào là đúng? Đây, đáp án B, được chưa? Phân tích đa thức được kết quả là, vậy đây là hằng đẳng thức này đúng không? X trừ 2 tất cả bên trừ cho y bên. Vậy là x trừ 2 trừ y nhân cho x trừ 2 cộng y. Đó, vậy là đáp án đúng của chúng ta là câu D, được chưa? X trừ 2 trừ y và x cộng y trừ 2. Đó. Rồi, tiếp theo ta chuyển qua câu số 9. Cái tỉ số A B phần CD, AB là 16, CD là 3 đúng không? Vậy là bằng 16 phần 3. Bài 10 cho hình vẽ biết AB song song với DE theo định lý Thales thì ta có gì? AC trên cho CD sẽ bằng CB trên cho CD mới đúng. Cái này sai rồi. AC trên cho AE là bằng CB trên cho BD mới đúng. Cái này cũng sai. AC trên cho CE bằng cho BC trên cho CD. Câu này đúng này. Còn AB trên cho BC, AB trên cho BC bằng cho CD trên cho CE là không đúng. Rồi ta chuyển qua câu số 11 nhé. Cho tam giác ABCD, D thuộc AB, E thuộc AC, khẳng định nào dưới đây là đúng? Rồi, nếu mà BD trên cho AB, đúng chưa? Bằng cho AE trên cho AC, cái này phải là EC đó. AD trên cho BD bằng cho AE trên cho EC mới đúng nha các em, thì mới suy ra chúng song song được. AB trên cho AD bằng cho AC à, trên cho gì? AE. Đó, cái tỷ số này đúng này. Còn AD đúng không? Trên cho AD, AD trên cho AD là thấy bằng AE trên cho DE, đấy không liên quan mấy rồi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là câu C. Rồi, bây giờ ta chuyển qua câu tiếp theo là câu 12 ha. Cho tam giác ABC, AD là đường phân giác trong của góc ABC của tam giác, AE là đường phân giác ngoài của tam giác. Hãy chọn câu trả lời đúng. Rồi, ở bài 12 thì câu trả lời đúng nhất đó thì các bạn xét nha. Ta có là CE đúng không? CE trên cho gì? BE. CE trên BE, đúng chưa? Bằng CD, CD trên cho BD. Đó. Đáp án đúng của chúng ta là câu D đây này, được không? Còn BD trên cho DC, BD trên cho DC là phải bằng AB trên cho AC mới đúng. Đó. BD trên cho B, BC, BD trên cho BC. Đúng chưa? Thì là bằng cái gì? EC trên cho EB là sai này. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta chuyển qua câu 13 và 14 với cùng một cái hình vẽ như sau. Hình vẽ là biểu đồ về tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam và Singapore từ năm 2016 đến năm 2019. Đó, Việt Nam tương ứng với màu xanh, Singapore tương ứng với màu đỏ. Thì tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam so với Singapore hàng năm từ 2016 đến 2019 luôn là thấp hơn, đúng không?
luôn thấp hơn. Tiếp theo, khoảng cách tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam so với Singapore trong 4 năm từ năm 2016 đến năm 2019 được rút ngắn nhất vào năm nào? Thì ta thấy là cái năm cuối cùng này đúng không? Đó, cái khoảng cách này là ngắn nhất. Đó, các bạn phải cứ lấy cái số của Singapore trừ đi Việt Nam đấy, đúng chưa? Thì ta thấy khoảng cách ngắn nhất là năm 2019. Rồi, tiếp theo ta chuyển qua phần tự luận nhé. Cho biểu thức. Đó, rút gọn biểu thức A. Rồi đây các bạn quan sát. Đây là hằng đẳng thức này, là 2x tất cả mũ 3 trừ cho 1 trừ cho 7 x mũ 3 và trừ cho 7, vậy là bằng 2x tất cả mũ 3 là bằng 8 mũ 3 trừ đi 7 mũ 3 là bằng x mũ 3 trừ 1 trừ x là trừ 8. Đó, vậy là bằng x mũ 3 trừ cho 2 mũ 3. Vậy nó bằng gì các em? X trừ 2, đúng không? Còn không các bạn để nguyên cũng được. Như vậy là đã rút gọn rồi. Người ta không bảo phân tích ra thành nhân tử nữa, đúng chưa? Tính giá trị của biểu thức A thì x bằng âm 1 phần 2. Thì các bạn thay vào thôi. A sẽ bằng âm 1 phần 2 tất cả mũ 3 trừ cho 2 mũ 3. Và các bạn tính nhé, âm 1 phần 3 là bằng âm 1 phần 8. Âm 1 phần 2 tất cả mũ 3 đấy là bằng âm 1 phần 8 trừ cho 8. Và các bạn tự tính ra đáp án nhé. Rồi, ý C. Tìm cái giá trị nguyên của x để A có thể có giá trị là số nguyên tố. À, câu này hay này. Câu C thì ta phân tích nó A sẽ bằng gì? X trừ 2 nhân cho x bình cộng 2x cộng 4, đúng chưa? Thì có x bình này, cộng 2x cộng 4 bằng cho x cộng 1 tất cả bình cộng 2, đúng không? Lớn hơn 1. Cái này lớn hơn 1 này. Với mọi gì? Với mọi x. Do đó để A có giá trị là số nguyên tố, đúng không? Thì x trừ 2 bằng 1, suy ra x sẽ bằng 3, được chưa? Thì ta kết luận là thử thử lại với x bằng 3 thì ta suy ra A bằng 19. Đấy. Rồi, vậy thì để A là số nguyên tố thì x là bằng 3. Các bạn kết luận ha. Rồi bây giờ chúng ta chuyển qua câu tiếp theo là câu số 16. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Rồi cái này là hằng đẳng thức số 3 này. A bình trừ B bình đây là x cộng y tất cả bình trừ cho 3x tất cả bình thì bằng x cộng y trừ 3x nhân cho x cộng y cộng 3x là bằng y trừ 2x nhân cho 4x cộng y, được chưa? Rồi, ở bài này thì chúng ta làm như sau. Ở đây là hằng đẳng thức số 3, x trừ y nhân cho x cộng cộng y cộng cho 10 nhân cho x trừ y bằng cho x trừ y nhân cho x cộng y và cộng cho 10. Đấy, vậy là ta đã hoàn thành việc phân tích đa thức thành nhân tử. Tiếp theo, ta chuyển qua bài câu C nhé. Câu C thì các bạn thấy á, ta sẽ phân tích như sau là 3x đó. Câu C 3x bình trừ cho 6x y trừ cho x y cộng cho 2y bình bằng cho 3x y. À, 3x, ta đặt 3x là nhân tử chung thì ta có x trừ cho 2y. Còn ở đây ta đặt trừ y ra ngoài thì ta cũng có x trừ cho 2y. Ta thấy x trừ 2y là nhân tử chung và nhân cho 3x trừ y. Đó, vậy ta đã hoàn thành việc phân tích đa thức thành nhân tử. Rồi, ta qua câu 17 nhé. Ở đây đánh giá kết quả học kỳ 1
của lớp 8A của một trường trung học cơ sở, số liệu được ghi theo bảng sau. Thì có các mức này. Số học sinh tốt và học sinh khá của lớp mỗi loại chiếm bao nhiêu phần trăm. Đó, thì ta sẽ tính cái tỷ lệ phần trăm ha. Tổng số học sinh là 40, được chưa? Vậy thì số học sinh tốt chiếm đó, số phần trăm là 16 chia cho 40 và nhân cho 100, đúng không? Là chiếm 40%. Tiếp theo, số học sinh khá chiếm số phần trăm là 11 chia cho 40 và nhân cho 100. Thì ở đây nó chiếm tỷ lệ là 27,5%. Rồi. Tiếp theo, số học sinh trung bình hoặc là chưa đạt đấy, số học sinh đạt trước đi ha. Ở đây là số, ta tính số học sinh chưa đạt trước nhé, là bằng 3 chia cho 40 và nhân cho 100 thì nó bằng 7,5%. Và đấy, đây là ta tính thêm nhé. Còn bây giờ ở câu B này, số học sinh chưa đạt của lớp chiếm 7% đúng không? Đó, thì ta trả lời luôn ở đây là không đúng, được chưa? Vì ta tính là ta 7,5% mà. Cô giáo thông báo sai nhé. Rồi, hơi nhầm lẫn về số liệu thôi. Rồi câu 8. Câu 18. Cho hình thang cân ABCD có AD song song với BC. AD lớn hơn, AD bé hơn BC và AB vuông góc với AC. Được chưa? AB bằng 3, AC là bằng 4. Viết hệ thức liên hệ giữa ba cạnh của tam giác ABC. AB vuông góc với AC đây. Thì ta thấy là hệ thức là liên hệ là Pythagore rồi đúng không? Đấy, câu 1, câu 18 ý nha. AB vuông góc với AC, suy ra tam giác ABC vuông tại A, và ta áp dụng định lý Pythagore thì ta có là gì? BC bình sẽ bằng AB bình cộng cho AC bình. BC bình là bằng 9 cộng 16 là bằng 25 bình bình phương. À, là bằng 25, xin lỗi các bạn. Vậy thì BC sẽ là bằng, BC bằng 5. Tính độ dài cạnh BC thì ta làm luôn ở cái ý này luôn rồi nhé. Tính độ dài cạnh BD. BD thì bằng cái gì các em? BD thì bằng AC, tại vì tính chất hình thang cân hai đường chéo bằng nhau. Và DC, DC thì lại bằng gì? DC là bằng AB, là bằng 3. Tính chất hình thang cân luôn, hai cạnh bên bằng nhau. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí B và E ở hai bên bờ sông, bác đang chọn ra ba vị trí A. A đây, F, C. Đấy, còn B và E đo vị trí AB song song với FE. Đấy, bác An đo được AF là bằng 40. Đây, cái đoạn này bằng 40. FC là bằng 20. Được chưa? EC là bằng 30. Rồi, hỏi khoảng cách giữa vị trí B và E là bao nhiêu? Vậy thì ta có cái tam giác ABC có FE, FE song song AB đúng không? Nên ta áp dụng định lý Thales thì ta có gì? BE trên cho EC
bằng cho FA trên cho FC. Vậy suy ra BE là bằng bao nhiêu? Ta chưa biết đúng không? Trên cho EC là bằng 30. Còn FA là bằng 40 trên cho FC là bằng 20. Vậy suy ra BE sẽ bằng 60 mét. Vậy khoảng cách của BE là 60 mét. Rồi kết thúc. Và ví dụ kết thúc ý số 2 của câu 18 cũng là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Mong rằng các em có thể hiểu bài và làm được những cái bài tập có liên quan đến phần ôn thi toán 8 học kỳ 1. Nếu thấy hay các em hãy like share cho bạn bè của mình cùng biết. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Bye bye!